Anh xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh vlog của Trang Mân. Các bạn ạ, vlog ngày hôm nay là mình muốn chia sẻ từ cái chính kinh nghiệm của bản thân mình để giúp cho các bạn, đặc biệt là những bạn mà có điều kiện gia đình hoặc là hoàn cảnh khó khăn ấy, muốn đi du học nhưng mà không có cơ hội. Mình sẽ chỉ cho các bạn cách cụ thể và đơn giản nhất để các bạn có thể đi du học Hàn Quốc. Có rất nhiều cách để chúng ta có thể thành công, thì du học là một trong những cách đó. Nhưng mà mình nghĩ là cái con đường mà để đi du học Hàn Quốc á thì thật sự rất là khó, cho nên các bạn hãy suy nghĩ thiệt là kỹ. Nhưng mà qua cái vlog này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhiều cái kinh nghiệm sống hơn, đặc biệt là cái kinh nghiệm mà học tập và làm việc ở Việt Nam như thế nào ấy, các bạn có thể áp dụng cái đó để các bạn có thể đi làm và kiếm tiền ở Việt Nam, chứ các bạn không nhất thiết các bạn phải đi du học Hàn Quốc đâu. Này nhé, cái vấn đề đầu tiên đối với những các bạn mà sinh ra trong gia đình khó khăn hoặc là nghèo, đó chính là các bạn không có tiền. Và một khi đã không có tiền rồi, các bạn ạ, không nên nhờ đến sự trợ giúp của bố mẹ, gia đình hoặc là đi vay mượn ngân hàng. Với một cái số tiền mượn trong thời gian nhất thời như vậy mà các bạn có chắc chắn rằng tương lai các bạn sẽ ok và các bạn có thể trả nợ được hết số nợ đấy hay không, thì đó là một điều rất là mông lung các bạn. Cho nên mình không khuyên các bạn làm như vậy. Và đặc biệt nếu các bạn sinh ra trong một gia đình mà nghèo như vậy nữa đó, không bao giờ được mong chờ hoặc là ngồi xin nghĩ rằng là sẽ có một cái gia đình hoặc là một cái người hảo tâm nào đó đến giúp gia đình mình, hoặc là một ngày kia mình sẽ có một ông bố hoặc là một công chúa gì đó xa xôi đến và nhận lại con. Các bạn ạ, đừng có bao giờ chờ những cái điều đó. Các bạn thấy có nhiều cái hoàn cảnh trên báo đó, chính là có những bạn học sinh đầu đại học nhưng mà lại không có tiền đi học, rồi phải đăng lên mạng để có thể xin người giúp đỡ. Mình nghĩ đó là một cái hành động cũng không có phải gọi là gì mà xấu xa lắm, nhưng mà mình nghĩ các bạn không nên làm như vậy. Việc đầu tiên để có thể mà thành công trong cuộc sống đó chính là các bạn dùng chính cái sức của bản thân mình, dùng chính cái năng lực của bản thân mình để mà có thể phấn đấu lên. Và đừng bao giờ mong chờ hay là ngồi chờ một ai đó đến để giúp mình hết. Tại vì có khi là trong cái lúc bạn chờ như vậy, có khi bạn chết mất tiêu rồi người ta mới tới. Các bạn nhớ nè, làm gì thì làm nhưng cũng phải tốt nghiệp cấp 3 xong đã. Và các bạn suy nghĩ là sẽ lên đại học đúng không? Không, mình không khuyên các bạn đi học đại học. Và đại học là một cái gì đó rất là nguy hiểm các bạn. Các bạn có thể đánh đổi một cái số tiền, một cái khoảng thời gian rất là lâu để vào cái đại học như vậy. Nhưng mà chắc chắn gì khi mà tốt nghiệp xong thì các bạn sẽ có một cái công việc ổn định hay không? Cho nên là nếu mà lỡ các bạn mà chọn đại học xong mà mình mông lung quá, mình không biết phải làm gì hết ấy, thì mình khuyên các bạn nghỉ đại học đi, đừng có học đại học, rất là uổng. Vậy nếu không học đại học thì làm cái gì bây giờ ta? Các bạn ạ, ra đi làm công nhân hoặc là đi làm những cái hàng quán phục vụ, làm nhân viên rất nhiều ngành nghề mà yêu cầu các bạn chỉ cần tốt nghiệp cấp 3 xong thôi. Thì đương nhiên là mình không có khuyên các bạn là cả đời các bạn đi làm công nhân, cả đời các bạn đi làm nhân viên như vậy mãi được. Mà là buổi sáng các bạn đi làm như vậy, buổi tối các bạn nên đi học trung tâm học tiếng Hàn. Hiện tại thì mình thấy là ở Việt Nam có rất rất là nhiều trung tâm học tiếng Hàn. Các bạn có thể lựa chọn những trung tâm uy tín. Nhưng mà mình khuyên các bạn nè, các bạn thấy những cái anh chị sinh viên khi mà học đại học đấy, người ta học chuyên ngành tiếng Hàn, tại sao người ta giỏi? Người ta học cả tuần đều có những môn tiếng Hàn hết. Nghĩa là sao? Không phải như ở trung tâm người ta chỉ dạy là 2, 3, 4, rồi 5, 6, 7 gì đó, sẽ có một cái tiết học, số tiết học nhất định. Thì khi các bạn học như vậy thì các bạn đã bị thiệt cái thời gian so với người ta rồi. Nghĩa là các bạn không có thể nào giỏi nhanh bằng những người đi học đại học. Nhưng có một cái lợi đối với những bạn mà buổi sáng đi làm và buổi tối đi học, đó chính là gì? Các bạn có thể tập trung chỉ vào một môn tiếng Hàn thôi. Còn những cái bạn học đại học, các bạn phải làm cái gì? Học những môn đường lối chính trị nè, học những môn chủ nghĩa đồ này nọ, hoặc là những môn quân sự, quốc phòng, rồi thể dục này nọ. Có những môn mà không cần thiết đối với cái ngành các bạn sẽ làm, đó là ngành tiếng Hàn. Cho nên là mình khuyên các bạn buổi tối nên học tiếng Hàn. Và học tiếng Hàn như thế nào mới là hiệu quả thì sau này mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái vlog cụ thể hơn. Nhưng mà mình khuyên các bạn đó chính là đừng có đi học những cái trung tâm mà kiểu như là 2, 4, 6, 3, 5, 7. Học như vậy thì đương nhiên đa số các trung tâm đều là như vậy hết, tại vì người ta biết các bạn bận rộn. Nhưng mà các bạn có một quyết tâm, các bạn có một mục đích rõ ràng là các bạn muốn đi du học Hàn Quốc, thì mình khuyên các bạn là khi mà đi học ở trung tâm á, các bạn nên chọn những cái khóa mà liên tục cả tuần luôn. Nghĩa là học từ 2, 3, 4, 5, 6, 7 luôn nếu mà được. Thì khi mà các bạn học với một cái cường độ như vậy đấy, các bạn có thể giỏi lên ít nhất là nhanh hơn những bạn mà học 2, 4, 6, tại vì cái thời gian các bạn rất là đều đặn như vậy. Nói đến khúc này sẽ có nhiều bạn nói rằng là trời đất ơi, làm cả ngày xong từ sáng tới chiều rồi bắt người ta đi học cả tối mà học từ thứ hai tới thứ sáu nữa thì chịu sao được. Ôi, có nhiều bạn mà nói được những câu như vậy, các bạn nghĩ lại coi, nhà đã nghèo rồi mà còn làm biếng, làm sao khi nào các bạn mới thành công và khi nào các bạn mới giàu được. Cho nên là mình phải chịu khổ từ bây giờ. Và mình khuyên các bạn nha, nếu các bạn đi học với cái cường độ như vậy
cường độ từ thứ 2, 3 đến 5, 6 học đều đều như vậy. Và phải chăm chỉ học vào buổi tối, nghĩa là đi về nhà cũng phải chịu khó học một chút xíu nữa. Đấy, đảm bảo trong vòng ít nhất là 2 đến 3 năm là các bạn sẽ rất là giỏi tiếng Hàn. Và khi mà giỏi tiếng Hàn rồi, lúc này tương lai các bạn sẽ bắt đầu rộng mở ra. Đầu tiên á, nếu các bạn đã giỏi tiếng Hàn rồi, mắc mới gì mình phải làm công nhân nữa, mắc mới gì mình phải đi làm mấy cái việc mà nhân viên phục vụ pha chế đồ này nữa. Nghĩ luôn đi, đừng có làm những công việc đó. Các bạn hãy đến trực tiếp ngay những cái công ty Hàn Quốc với một cái năng lực tiếng Hàn các bạn đang có vậy rồi đấy. Thì các bạn đến công ty Hàn Quốc và các bạn xin làm thông dịch trong đó, không cần bằng cấp các bạn ạ. Có một cái chuyên ngành rất là đặc biệt ở Việt Nam, chính là không cần bằng cấp đại học hay là cao đẳng gì đâu. Các bạn chỉ cần giỏi tiếng Hàn là các bạn có thể xin vào công việc đó là thông dịch viên rồi. Nhớ là phải giỏi nha. Và các bạn sẽ muốn mình chia sẻ cái mức lương thông dịch cho các bạn đúng không? Thì mình thấy là cái mức lương thông dịch tụi mình á, hồi đó mình làm thì ít nhất mình phải điêu là khoảng 20 triệu trở lên thì mình mới chịu làm. Đó là mình cũng có một chút kinh nghiệm rồi. Nhưng mà đối với những bạn ra trường á, thì có những bạn không giỏi đấy. Mình đã nói rồi nha, đã bắt đầu là cái cuộc sống, cái cuộc đời các bạn từ bây giờ rồi mà các bạn còn làm biếng, các bạn không có giỏi nữa thì thôi các bạn đừng có làm nữa. Còn nếu các bạn giỏi rồi, các bạn có thể điêu cái lương của bạn ít nhất là 12 triệu trở lên. Và mình thấy bình thường cũng phải là 15 triệu rồi. Và mình thấy ở Việt Nam có một cái rất là hay, đó chính là các bạn cái mức sinh hoạt phí cực kỳ rẻ luôn các bạn. Nghĩa là các bạn có thể là lương các bạn mười mấy triệu nhưng các bạn có thể tiêu dùng nhiều nhất là khoảng 5 triệu thôi. Hồi đó mình ở chung với nhà mình ấy, thì một tháng mình xài có mấy trăm ngàn tiền ăn thôi à. Ăn cơm, nói chung là mình ăn cơm hộp hay là mua cơm ở ngoài về ăn, chứ mình không có ăn kiểu như là nấu ăn nữa, cho nên mình hơi phung phí một chút xíu. Nhưng mà nếu các bạn có thể tiết kiệm như vậy đó, các bạn nghĩ coi, một tháng các bạn dành ít ra cũng được khoảng gần 10 triệu rồi. Tới cái lúc này tự nhiên có bạn kêu là trời đất ơi, nghĩ sao mà một tháng mà dành được 10 triệu, ông này thần thánh hả, khoan đường hả. Các bạn à, như mình đã nói nãy giờ rồi các bạn, mình đang hướng tới mục đích là gì? Đi du học Hàn. Cho nên là các bạn phải biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý và để dành ít nhất một tháng 10 triệu như vậy đấy. Thì các bạn nghĩ coi, được khoảng 2 năm là các bạn sẽ có một số tiền rất là lớn rồi các bạn, để các bạn có thể đi du học Hàn Quốc. Và cái lợi của những người mà giỏi tiếng Hàn đó chính là gì? Khi mà các bạn đi qua Hàn Quốc, các bạn đi du học đấy, thì các bạn nhớ, mình không cần phải đi học tiếng lại nữa, đỡ hơn những các bạn khác là các bạn ấy phải qua học tiếng lại từ đầu. Thì mình đã giỏi tiếng Hàn rồi, mình có thể vào chuyên ngành luôn. Còn những bạn phải đi học tiếng bên này ngay từ đầu thì rất là cực các bạn ạ. Học phí rất là mắc, không được học bổng học tiếng nữa. Và rất chung là quá chi là nhiều cái điều xảy ra, kiểu như là các bạn muốn đi làm thêm đồ này nọ thì các bạn phải giỏi tiếng mà. Mà lỡ các bạn không giỏi tiếng, các bạn mới qua nữa, các bạn học tiếng ngay từ đầu á, thì rất là cực. Thế nên cái ưu điểm của những bạn mà biết tiếng mà qua Hàn Quốc mà đi học chuyên ngành luôn á, đó chính là các bạn có thể dùng cái tiếng đó để các bạn có thể ra đi làm luôn. Và đặc biệt là ở Hàn Quốc ấy, thì có rất nhiều cái học bổng dành cho các bạn có năng lực tiếng Hàn giỏi. Các bạn sẽ được giảm học phí khi các bạn lên thẳng chuyên ngành. Cho nên đó là một những cái ưu điểm của cái việc mà chúng ta sắp xếp cái quá trình học đến như vậy. Và nói đến đây rồi thì các bạn sẽ thấy mình đã tích góp được một số tiền rất là lớn. Mà số tiền như vậy bằng chính cái bản thân mình làm nên ấy. Thì khi qua đây thì các bạn sẽ cảm thấy là mình trưởng thành hơn rất là nhiều. Mình có thể tự chủ năng lực tài chính hơn. Và mình có thể tự lo từ A tới Z mọi thứ của mình, mà không cần phải nhờ đến ba mẹ, nhờ đến sự trợ giúp của người khác, mà không cần phải đi vay mượn ngân hàng gì đó. Đó là một cái ưu điểm trong cái việc như thế này. Nhưng mà nếu mà lỡ các bạn đã làm được tới cái mức như vậy như mình đã nói rồi đó, thì mình khuyên các bạn là có cần gì phải đi học hay là cần gì các bạn phải đi du học Hàn Quốc nữa đâu. Các bạn có thể ở Việt Nam làm việc ngay luôn được rồi đó. Tại vì nếu các bạn thích Hàn Quốc thì mình khuyên các bạn đó chính là các bạn chỉ nên qua đây đi du lịch thôi. Còn nếu các bạn muốn học lên cao hơn để sau này các bạn có thể làm lên cao nữa đấy, thì mình khuyên các bạn nên đi du học. Sẽ có nhiều bạn coi tới khúc này các bạn sẽ nói mình bốc phét, nhưng mà thực tế là với kinh nghiệm của bản thân mình đấy, thì cái hồi đó mình ở Việt Nam mình làm, và nói chung là mình tự kiếm tiền để mình đi du học, chứ mình không có dám mà mượn tới gia đình mình hoặc là đi vay ngân hàng đâu, mình sợ lắm. Cho nên là mình hồi đó mình làm chỉ tốn khoảng là 2-3 tháng thôi là mình kiếm được khoảng 40-60 triệu. Mình nghĩ nhiêu đó là mình đủ để có thể khởi nghiệp ở Hàn Quốc rồi. Nhưng mà mặc dù là với số tiền như vậy thì cũng hơi ít. Khi mà qua Hàn Quốc thì các bạn sẽ gặp một số trục trặc. Nhưng mình khuyên các bạn là nên dành ít nhất là khoảng từ 100-200 triệu. Nhưng mà cái vấn đề của cái kế hoạch này là gì các bạn ạ? Đó chính là sự kiên trì nè, chăm chỉ nè, nhẫn nại nè, và phải cố gắng, cuối cùng là một chút thông minh. Thì hội tụ những cái yếu tố như vậy thì các bạn mới có thể thực hiện được kế hoạch thành công. Còn nếu như các bạn cảm thấy là mình ôi làm biếng quá, ôi thôi chắc mình không học nổi đâu, hoặc là các bạn cứ một chút e dè ngại ngần, hoặc là không có muốn có chí tiến thủ đấy, thì mình khuyên các bạn không nên làm như vậy. Tại vì có làm như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cái cuộc đời của bạn có nhiêu đó thôi à. Cái con này đừng có mà lắc cái camera nữa.
Biết là các bạn có gia đình khó khăn ấy thì sẽ có một cái bước khởi đầu khó hơn những bạn mà có gia đình điều kiện tốt. Nhưng mà các bạn ạ, nếu mà các bạn không thay đổi cái cuộc sống của các bạn bằng chính bản thân mình, đừng mong chờ ai hết, đừng có nhìn vào cuộc sống của những người mà giỏi nè, ba mẹ lo nè, có nhiều điều kiện đủ thứ hết ấy, thì đương nhiên cuộc sống người ta sẽ dễ dàng hơn mình rất là nhiều rồi. Nhưng nếu mình đã nghèo rồi, đã khổ rồi mà lại không chăm chỉ, không có chí cầu tiến, hoặc là không có chịu mà phấn đấu á, thì thôi cuộc sống của các bạn chỉ có nhiêu đó thôi. Nhưng mà từ bây giờ các bạn phải suy nghĩ thiệt là kỹ cái cuộc sống của mình phải làm gì bây giờ thì các bạn mới thành công được. Và đây là một những cái cách mà mình khuyên các bạn để các bạn có những cái con đường đúng đắn hơn trong cái việc định hướng cho tương lai của mình. Đương nhiên là sẽ có nhiều cái cách khác rồi, nhưng mà mình vẫn khuyên các bạn là nếu các bạn muốn đi du học Hàn Quốc thì đây là một những cách mà khả thi nhất mà mình đã suy nghĩ rất rất là nhiều. Tại vì sao? Mình chính là người đã thực hiện thành công cái cách này. Ok, và vlog ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Nếu các bạn có muốn gì chia sẻ, các bạn có thể comment ở phía dưới nha. Ở dưới đó. Bye bye.